Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các con đã đến với tiết tiếng Việt lớp 1, bộ sách cánh diều. Nào, hãy ngồi thật ngay ngắn cùng với bút và vở ở trên bàn. Cô trò chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi học ngay thôi. Đầu tiên, hãy cùng quan sát những video sau đây và cho cô biết con vật nào sẽ xuất hiện trong video. Mẹ! Mẹ! Chúng mình có biết được con vật nào xuất hiện trong video vừa rồi không? À, cô đã nghe thấy rất nhiều đáp án đúng rồi đấy. Đó chính là cừu. Rất chính xác, cô khen tất cả các con. Hãy cùng quan sát thật kỹ video tiếp theo nhé. Na 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 na. Nào hát cùng với cừu cao. Wow, yeah. Wow. Con vật này là con vật nào nhỉ? Chúng mình có biết không? À, rất chính xác rồi đấy, đó chính là hươu. Cô thấy rằng các con đều rất tinh mắt và nghe chăm chú video, trả lời chính xác được những con vật xuất hiện trong video. Các con ạ, trong tiếng cừu và tiếng hươu có xuất hiện hai vần mới mà chúng mình sẽ được học trong bài ngày hôm nay. Hãy cùng cô đi khám phá hai vần mới này nhé. Bài 112. Ưu, ưu. Cùng nhắc lại tên đề bài với cô nào. Bài 112. Ưu, ưu. Đến với phần đầu tiên, làm quen. Cô có vần thứ nhất, đó là vần ưu. Vần ưu gồm có âm ư đứng trước, âm u đứng sau, và đọc là ư, u, ưu, ưu. Cùng nhắc lại với cô nào. Ư, u, ưu, ưu. Bây giờ cô thay âm đầu ư bằng âm đầu ư ơ thì cô sẽ được vần mới thứ hai, đó là vần ưu, ưu. Vần ưu gồm có nguyên âm đôi ư ơ đứng trước, âm u đứng sau. Chúng ta sẽ đánh vần vần này như sau. Ư ơ u ưu, ưu. Ư ơ u ưu, ưu. Vần thứ nhất là vần ưu, vần thứ hai là vần ưu. Bây giờ hãy cùng quan sát các bức tranh sau đây của cô. Cô có bức tranh thứ nhất, đây chính là con cừu. Trong từ con cừu có tiếng cừu chứa vần ưu. Cô sẽ phân tích tiếng cừu như sau. Tiếng cừu gồm có âm cờ đứng trước, vần ưu đứng sau và thanh huyền trên đầu âm ư. Và tiếng cừu sẽ được đọc là cờ ưu cưu huyền cừu. Cừu. Cờ ưu cưu huyền cừu. Cừu. Cô có một con vật nữa, đấy chính là con hươu sao. Trong từ hươu sao có tiếng hươu chứa vần ưu. Cô phân tích tiếng hươu. Tiếng hươu gồm có âm hờ đứng trước, vần ưu đứng sau. Và tiếng hươu sẽ được đánh vần là hờ ưu hươu. Hươu. Hờ ưu hươu. Hươu. Vậy là chúng ta đã được làm quen với hai vần mới rồi đấy. Vần ưu và vần ưu. Các con sẽ cùng đọc lại theo cô nhé. Ưu, cừu, con cừu. Ưu, hươu, hươu sao. Nhìn vào hai vần này, chúng mình có nhận thấy điểm gì giống và khác nhau không? À, hai vần này đều có âm cuối là âm u, khác nhau ở âm đầu.
Vần ưu thì có âm đầu là âm ư, còn vần ưu thì có âm đầu là âm ư ơ. Chúng mình sẽ cùng lưu ý cách đọc cũng như là nhận biết hai vần mới này nhé. Bây giờ hãy cùng cô tham gia một trò chơi mang tên sút bóng vào hai khung thành cho đúng. Cô có hai khung thành chứa vần ưu và khung thành chứa vần ưu. Và ở đây cô có tất cả là 5 quả bóng. Trên mỗi quả bóng lại ghi những từ có chứa hai vần đó. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải nhận biết và đá thật chính xác vào hai khung thành này. Cùng quan sát nào. Quả bóng đầu tiên có thể chữ ghi ốc bươu. Và đó chính là hình ảnh đầu tiên, hình ảnh vẽ con ốc bươu. Quả bóng thứ hai, quả bóng ghi quả lựu. Và tương ứng với bức tranh thứ hai, bức tranh quả lựu. Quả bóng thứ ba, ngải cứu. Và đây chính là rau ngải cứu các con ạ. Quả bóng thứ tư, chim khứu. Đây chính là hình ảnh của con chim khứu. Và quả bóng cuối cùng, bưu điện. Và đây là hình ảnh tương ứng, hình ảnh vẽ bưu điện. Nhiệm vụ của chúng mình sẽ rút thật nhanh vào hai khung thành nhé. Thời gian bắt đầu, 10 giây cho các con rút bóng vào hai khung thành. Chúng mình đã rút xong chưa nào? Và sau đây hãy cùng so sánh kết quả với cô Trang nhé. Quả bóng đầu tiên, quả bóng có ghi ốc bươu. Cô sẽ rút vào khung thành có chứa vần ưu. Trong từ ốc bươu có tiếng bươu chứa vần ưu. Quả bóng thứ hai, quả lựu. Cô rút vào khung thành chứa vần ưu. Trong từ quả lựu có tiếng lựu chứa vần ưu. Quả bóng thứ ba, quả bóng ngải cứu. Cô sẽ rút vào khung thành chứa vần ưu. Trong từ ngải cứu có tiếng cứu chứa vần ưu. Quả bóng thứ tư nào? Con rút vào khung thành nào nhỉ? À, còn cô Trang rút vào khung thành chứa vần ưu các con ạ. Trong từ chim khứu có tiếng khứu chứa vần ưu. Và quả bóng cuối cùng, bưu điện, cô rút vào khung thành chứa vần ưu. Trong từ bưu điện có tiếng bưu chứa vần ưu. Các con có giống kết quả với cô không nào? Cô khen tất cả các bạn vì đã ra giống kết quả với cô nhé. Bây giờ hãy cùng cô chuyển sang bài tập đọc. Bài đọc ngày hôm nay của chúng ta có tên là Hươu, Cừu, Khứu và Sói. Các con sẽ cùng lắng nghe thật kỹ cô đọc bài tập đọc này nhé. Hươu, cừu, khứu và sói. Hươu ra suối chơi, sói mò tới. Cừu thấy vậy, be to. Có sói. Nghe tiếng cừu, hươu co giò chạy. Sói thấy vậy, lao tới vồ cừu. Cừu kêu, cứu tôi với. Khứu đậu trên ngọn cây, thấy thế la to. Hổ tới kìa. Sói sợ hổ, bỏ cừu, chạy mất. Hươu, cừu, khứu từ đó thân nhau. Các con sẽ cùng cô đọc lại những từ sau đây nhé. Hươu, suối, mò tới, cừu, co giò chạy, thấy vậy, lao tới vồ, cứu tôi với, khứu, chạy mất,
Các con vừa cùng cô đọc các từ khó đọc và bây giờ sẽ cùng tìm hiểu xem có tất cả bao nhiêu câu trong bài tập đọc này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 câu. Vậy thì bây giờ hãy cùng cô đọc lần lượt từng câu một. Hươu, cừu, khướu và sói. Câu số 1. Hươu ra suối chơi. Sói mò tới. Cừu thấy vậy bê to. Có sói. Nghe tiếng cừu. Hươu co giò chạy. Sói thấy vậy lao tới vồ cừu. Cừu kêu cứu tôi với. Khướu đậu trên ngọn cây. Thấy thế la to. Hổ tới kìa. Sói sợ hổ. Bỏ cừu. Chạy mất. Hươu, cừu, khướu từ đó thân nhau. Vậy là chúng mình đã cùng cô đọc từng câu trong bài tập đọc ngày hôm nay. Về nhà, cô hy vọng rằng các con sẽ đọc thật to, rõ ràng và thành thạo bài tập đọc này. Còn bây giờ hãy cùng cô trả lời các câu hỏi liên quan đến bài. Ghép đúng. Cô có hai bên, một bên ghi các thẻ chữ A, B, C và một bên ghi thẻ chữ 1, 2, 3. Nhiệm vụ của chúng mình sẽ ghép mỗi thẻ chữ ở phía bên tay trái với thẻ chữ thích hợp ở bên tay phải để tạo thành một câu chính xác. Chúng mình sẽ cùng đọc từng thẻ chữ một. Cừu, khướu, ba bạn. Cùng đọc thẻ chữ bên tay phải nào. Làm sói sợ, bỏ cừu, chạy mất. Từ đó thân thiết nhau. Kêu to để cứu hươu. Bạn cừu ở trong bài tập đọc như thế nào nhỉ? À, chính xác rồi đấy. Bạn cừu đã kêu to, kêu bê bê để cứu hươu. Cừu kêu to để cứu hươu. Vậy thì khướu thì sao? À, bạn khướu đã làm sói sợ, bỏ cừu và chạy đi mất. Câu B, cô sẽ nối với ý 1 và ba bạn, từ đó thân thiết nhau. C, cô sẽ nối với ý 2. Hãy cùng cô đọc các câu này nhé. Cừu kêu to để cứu hươu. Khướu làm sói sợ, bỏ cừu chạy mất. Ba bạn từ đó thân thiết nhau. Và bây giờ hãy cùng cô chuyển sang phần tiếp theo, trả lời cho cô biết em thích nhân vật nào, vì sao? Con thích cừu, thích khướu hay thích hươu? Mỗi bạn lại thích một nhân vật khác nhau đúng không nào? Các con hãy cùng suy nghĩ và xem rằng mình thích nhân vật nào, lý do vì sao mình thích nhân vật đó nhé. Có thể chúng mình thích bạn cừu bởi vì bạn cừu đã biết kêu to để cứu được bạn hươu. Có thể có bạn lại thích bạn khướu bởi vì bạn khướu đã làm cho chó sói sợ không dám đến gần cừu nữa, chạy đi mất. Hoặc có thể có bạn lại thích hươu. Cô rất mong chờ những câu trả lời từ chúng mình đấy. Các con sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, phần 4, tập viết. Chúng ta sẽ viết vần ưu và từ con cừu. Hãy cùng chăm chú xem bạn nhỏ trong video sau đây tập viết nhé.
Chúng ta sẽ viết vần mới thứ hai, đó là vần ưu và từ hươu sao. Hãy cùng xem bạn nhỏ tập viết nào. Chúng mình vừa xem bạn nhỏ tập viết hai vần mới và hai từ chứa vần mới đó. Bây giờ hãy ngồi thật ngay ngắn để trước mặt mình vở ô ly, bút chì cũng như tẩy, viết thật đẹp và nắn nót những vần, những từ này với cô nhé. Các con chú ý hãy xem lại video để viết thật đẹp và nắn nót theo bạn nhỏ. Vậy là bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video bài giảng lần sau. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.